Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 52, Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian ngày 6 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, phần trước chúng tôi giảng đến chuyện năm xưa giáo sư Phương Đông Mỹ đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi. Từ khi tôi quen biết với giáo sư Phương Đông Mỹ, vào lúc đó tuổi tác của Ngài là trung niên, đến cuối đời, thời gian 30 mấy năm, Ngài hoàn toàn nghiên cứu kinh điển Phật giáo, đặc biệt là lúc bấy giờ ở Đài Loan trước và sau cho in lại Đại Chánh Tạng và Chữ Vạn Tục Tạng của Nhật Bản. Sau khi hai bộ Đại Tạng Kinh này in ra phát hành, Ngài hình như dùng hết tinh lực, toàn bộ thời gian để nghiên cứu Đại Tạng Kinh. Ở trong trường học, Ngài mở khóa giảng triết học, kinh học, kinh Phật. Ở trường Đại học Đài Loan, Ngài giảng Phật học đời Ngụy Tấn, giảng Phật học đời Tùy Đường và giảng Phật học Đại Thừa. Đến cuối đời, sau khi Ngài về hưu, trường Đại học Phụ Nhân thỉnh mời Ngài giảng triết học Hoa Nghiêm cho ban tiến sĩ. Một đời Ngài rất ưa thích Hoa Nghiêm. Tôi đối với Hoa Nghiêm cũng rất hâm mộ, thật tại mà nói cũng là chịu sự ảnh hưởng của Ngài. Cho nên đến cuối đời, Ngài thật sự nghiên cứu rất nhiều kinh điển Phật giáo. Đối với Phật Pháp đã thay đổi quan niệm, không phải như lúc mới đầu dạy cho tôi chỉ có tánh tướng hai tông, đến về sau thì hoàn toàn xen vào những tông phái khác. Vô cùng đáng tiếc là trong lúc Ngài đang thành thục, tức là nghiên cứu Phật Pháp là lúc thành thục, thì Ngài ra đi. Lúc Ngài ra đi là 79 tuổi, vào năm 1977. Đúng lúc đó tôi đang ở Hồng Kông giảng kinh Lăng Nghiêm. Hình như Ngài đã vãng sanh được 3 ngày hay là 4 ngày. Tôi trở về Đài Loan tham dự buổi lễ truy niệm của Ngài. Ở phần này, chúng tôi xin giới thiệu đến đây. Lại xem đoạn thứ 8. Diệu hạnh thắng quả, bất khả tư nghị. Trong đoạn này chia thành 9 đoạn nhỏ. Đoạn nhỏ thứ nhất là lâm trung trừ trướng, vãng sanh cực lạc
lâm mạng trung thời, thánh chúng lai nghinh, tâm bất điền đạo, tức đắc vãng sanh. Chúng tôi xin đem đoạn kinh văn này đọc ra. Kỳ nhân lâm mạng trung thời, A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Thế nhân trung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật cực lạc quốc độ. Đoạn, một đoạn kinh văn này rất là phi thường, rất là phi thường. Lúc bạn vãng sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới, ai đến nghinh tiếp bạn? Là giáo chủ A-di-đà Phật đích thân đến nghinh tiếp bạn. Không phải như hiện nay, chúng ta di dân đến một quốc gia nào, lúc chúng ta ra đi, tổng thống của nước đó không bao giờ đến nghinh tiếp chúng ta, bộ trưởng cũng không bao giờ đến nghinh tiếp chúng ta. Bạn hãy suy nghĩ cảm thấy như thế nào lúc vãng sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới, ai đến nghinh tiếp bạn là A Di Đà Phật và Quan Âm Thế Chí, còn có chư đại Bồ Tát Thanh Văn đều đến đoán tiếp nghinh tiếp bạn. Thế nhưng điều kiện của vãng sanh không có nói đến nhất tâm bất loạn. Rất hay. Tại vì sao? Vì công phu đạt đến nhất tâm bất loạn, mỗi một người chúng ta không dễ gì làm nổi. Tâm bất điên đảo. Tại vì sao? Vì bên trong bao gồm lúc sắp mạng chung một niệm đến mười niệm thì được vãng sanh. Lúc lâm chung một niệm đến mười niệm, đó là công phu vừa mới đạt đến thành phiến. Ở phần trước đã có trình bày cho quý vị, như ông Châu Quảng Đại ở Washington DC, trước 3 ngày lúc sắp mạng chung mới nghe được pháp môn này. Ông ta nhờ vào cái gì mà được vãng sanh? Là nhờ tâm không điên đảo. Con người trong một đời, cái cửa ải quan trọng nhất là gì? Là lúc lâm chung mà trong tâm rất sáng suốt, rất tỉnh táo. Điều này rất quan trọng. Nếu như lúc lâm chung mà còn mê hoặc điên đảo, trong tâm không tỉnh táo, chúng ta thường gọi là hôn mê, thậm chí không còn nhận biết thân nhân quyến thuộc. Lúc thân nhân quyến thuộc đến bệnh viện thăm họ, họ mở mắt nhìn hỏi: các người là ai? Thì cái vấn đề này rất nghiêm trọng. Người như vậy rất khó vãng sanh. Không những khó vãng sanh, với cái tình trạng như vậy, Phần nhiều là bị nghiệp lực kéo dẫn đi. Nghiệp lực kéo dẫn đi là xem hành nghiệp một đời của bạn. Bạn tạo thiện nghiệp thì sanh vào nhân đạo hay thiên đạo. Nếu bạn tạo ác nghiệp thì đọ vào tam ác đạo. Thế nhưng bạn nên biết, thiện nghiệp lúc lâm chung mà có phước báo thì trong tâm sáng suốt tỉnh táo. Cho nên lúc sắp mạng chung mà đầu óc rất sáng suốt tỉnh táo, không có một tí mê hoặc. Những người trong nhà từ lớn đến trẻ em, bà con bạn bè đều nhận biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Những người như vậy tuyệt đối không đọa vào tam đồ. Dù họ không có niệm Phật, không cầu vãng sanh, họ cũng sanh vào nhân đạo hay thiên đạo.
đó là có đại phước báo. Người Trung Quốc gọi là ngũ phước. Trong ngũ phước điều sau cùng là chết được dễ, chết được rất sáng suốt, rất tỉnh táo, gọi là chết được dễ, đời sau dễ sanh. Bạn xem điều này có quan trọng hay không? Quan hệ đến đời sau của bạn. Người tu phước thật tại mà nói, tổ sư đại đức chỉ dạy cho chúng ta tu phước không nên hưởng phước. Cái phước báo đó để đến lúc nào thì hưởng, để đến lúc lâm chung thì hưởng, lúc sắp mạng chung không có bệnh khổ, tự biết ngày ra đi rất là rõ ràng. Niệm Phật, Phật đến tiếp dẫn. Đây là phước báo đệ nhất đẳng, không có phước báo nào lớn hơn phước báo này. Cho nên phước báo của một đời là cầu một điều này, những thứ khác đều không cần. Đó mới là người thật sự có trí huệ, người thật sự thông minh. Nếu bình thường bạn hưởng hết phước báo, lúc lâm chung không còn phước báo, thì mê hoặc điên đảo. Một đời của bạn đã tu đều trở thành có nghi vấn, có nghĩa là cổ nhân thường nói, đến lúc sắp mạng chung, bạn đã tu cái công phu đó không được đắc lực. Tức là cái hiện tượng này. Cho nên chỗ này nói tâm không điên đảo, câu này rất quan trọng, là chúng ta nhất định phải cầu. Làm thế nào mới có thể cầu được tâm không điên đảo? Thì phải có phước báo. Tâm địa phải thuần tịnh, thuần thiện. Tuy nhiên, chữ thuần thì chúng ta làm không nổi, nhưng chúng ta phải làm đến thanh tịnh, hiền lương, tâm thiện, tư tưởng thiện, hành thiện. Tức nghĩa là trong đời này chịu thiệt thòi, chịu nhường nhịn, có thể nhẫn nhục với người không tranh, với sự không cầu, thân tâm sống được an ổn. Đó tức là phước báo. Sống một cuộc đời rất bình thản, được sao hay vậy? Nếu như càng có phước báo lớn thì nên bố thí cúng dường cho chúng sanh khổ nạn. Đến lúc sắp mạng chung thì cái phước báo này, tức là tâm không điên đảo, cái phước báo này sẽ hiện ra. Cho nên trong một đời luôn luôn nghĩ đến người khác, không thể tự tư tự lợi. Nếu là tự tư tự lợi thì lúc sắp mạng chung e sợ sẽ điên đảo, sẽ mê hoặc. Bất luận tu pháp môn nào, dũng công như thế nào, đến lúc lâm chung mà mê hoặc thì hỏng hết. Dù có trợ niệm cũng không còn cách nào. Thế nhưng trợ niệm, chúng ta thấy được rất nhiều người lúc sắp chết nét mặt của họ rất khó coi, nhưng khi trợ niệm được mấy tiếng đồng hồ sau thì nét mặt của họ trở nên dễ coi. Điều này không đại biểu cho họ được vãng sanh.
nét mặt dễ coi, đó là nhất định rồi. Tại vì sao? Vì có rất nhiều người đem cái tin tốt nhất cho họ, thì cũng như thí nghiệm sự kết tinh của nước vậy. Vì có rất nhiều người dùng thiện ý đối xử với nó, thì bạn thấy nó hồi báo sự kết tinh rất là đẹp. Tức là cái đạo lý này, tuy thần thức của họ đã lìa khỏi, hơi thở đã ngừng, tim đã ngưng đập, nhưng nhục thể của họ còn đó. Mỗi một tế bào của nhục thể đều có kiến văn giác tri, đều có thể tiếp nhận những tin bên ngoài đưa đến. Ngay lúc này mà đem cái tin trợ niệm là cái tin tốt nhất. Tức là niệm A Di Đà Phật, đem cái tin này cho họ thì họ sẽ phản ứng bằng sự kết tinh rất là đẹp. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Cho nên thương yêu và cảm ơn, cái ý niệm này lúc bình thường phải nuôi thành, thời thời khắc khắc dùng thiện ý, thiện tâm để đối xử với tất cả người, tất cả sự, tất cả vật, sẽ được sự phản ứng đều là rất tốt đẹp. Cho nên phải hóa kẻ địch thành bằng hữu, hóa quán thù thành thân thuộc. Tại sao không làm? Phật tại trong kinh khuyên dạy chúng ta, nhưng có lúc chúng ta thật sự lơ là sơ sót, Phật chưa từng được thấy, không biết do ai viết ra kinh điển, rốt cuộc là thật hay là giả. Đúng là tuyệt đại đa số là những người học Phật, bạn không nên nghĩ rằng họ rất cung kính. Trên thực tế là họ bán tín bán nghi. Tại vì sao? Vì công phu không đắc lực. Hiện nay đã có chứng cứ của khoa học khiến cho chúng ta đối với kinh điển đã nói có thể tin tưởng càng sâu thêm. Khoa học chứng minh là thật không phải giả. Bạn xem hiện nay từ khi thí nghiệm sự kết tinh của nước, cái sự kiện này đã hé lộ. Tôi nghe nói ở thành phố Đài Bắc có rất nhiều học sinh là học sinh tiểu học làm cuộc thí nghiệm, cả thể đều đã thành công. Hôm nay có bạn đồng học hạ tải từ trong Internet biết được học sinh tiểu học làm cuộc thí nghiệm có đến 7 bản báo cáo. Tôi đã tỉ mỉ xem một lần, hy vọng các bạn đồng học chúng ta ở đây cũng có thể làm cuộc thí nghiệm, tự mình đích thân đi làm. Làm đối với những gì? Là đối với tất cả vạn sự vạn vật. Trong học viện của chúng ta có rất nhiều cây cối hoa cỏ, mỗi ngày mọi người nên dùng thiện ý để đối xử với hoa cỏ, đối xử với cây cối. Người sinh trưởng rất tốt đẹp, ta rất thích ngươi. Bạn cứ dùng những lời này nói với nó, thành tâm thành ý mà đối xử với nó, thì nó sinh trưởng càng lúc càng đẹp. Đó là nó hồi báo cho bạn. Món ăn có thể dùng phản diện mà thí nghiệm, còn hoa cỏ cây cối không nên dùng phản diện để thí nghiệm. Nếu dùng phản diện thì hoa cỏ cây cối đều sẽ khô chết, rất đáng tiếc. Phải hoàn toàn dùng thiện ý. Nếu dùng phản diện thì
thì quý vị có thể dùng những trái cây để thí nghiệm. Bạn có thể dùng pha chánh diện hoặc là phản diện, hay là không để đến đó. Có thể dùng ba phương cách này để thí nghiệm. Nếu quý vị đối xử với tất cả hoa cỏ cây cối trong khuôn viên của chúng ta, thì nên dùng thiện ý, không nên dùng ác ý. Thành tâm thành ý mà thương yêu bảo hộ chúng nó. Trong khuôn viên của chúng ta còn có rất nhiều loài chim. Trong học viện Sora thì ít hơn. Chỗ tôi ở Hai Phiêu, ở nơi đó có rất nhiều loài chim và rất nhiều loài động vật nhỏ. Chúng ta đều nên dùng thiện ý, thiện tâm, thật sự thương yêu bảo hộ chúng nó. Chúng ta làm bạn với chúng nó, vạn vật đều có linh tánh. Bạn xem, chúng ta dùng thiện ý đối xử với những con kiến, con gián, con chuột. Chúng ta dùng thiện ý đối xử với chúng nó. Hiện tại chỗ hoàn cảnh cư ngụ chúng ta rất sạch sẽ. Những loài động vật nhỏ đều ở trong khuôn viên hoặc ở bên ngoài. Chúng nó không có vào trong nhà làm quấy nhiễu. Cho nên chúng ta tuyệt đối không làm tổn hại chúng nó. Chúng nó cũng không bao giờ đem những phiền phức cho chúng ta. Bạn hãy xem, như vậy thì cùng tồn tại trong sự hòa bình. Thật là quá tốt đẹp. Chúng ta đối xử với chúng nó như là bạn bè, xem chúng nó như là đồng tham đạo hữu. Tiếng Phật hiệu của chúng ta, những băng giảng kinh của chúng ta mở liên tục 24 tiếng, không gián đoạn. Những loài động vật nhỏ này, chúng đều biết nghe. Hoa cỏ cây cối cũng biết nghe âm nhạc, cũng biết nghe giảng kinh. Như trong kinh Hoa Nghiêm có nói, cây cối có thọ thần, hoa có hoa thần, cỏ cũng có thần linh, vũ trụ là hoạt bát sống động. Không phải là chết, là hoạt bát sống động. Chúng ta nhận biết. Chúng ta hiểu rõ. Chúng ta cùng với đại thiên nhiên cùng sống còn, cùng vẽ vang. Hoan hỷ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ cần bạn có thành ý. Cổ nhân Trung Quốc nói được rất hay: lòng chân thành đến cùng cực thì sắt đá cũng phải nứt. Còn thầy Lý thì dạy cho tôi chí thành cảm thông. Độc chất của bệnh sa, tức là độc chất của vi khuẩn, chúng ta dùng tâm chí thành cảm thông thì độc chất đó sẽ chuyển biến thành dinh dưỡng tốt nhất. Mới là biện pháp giải quyết. Tuyệt đối không nên giết hại. Nếu giết chết chúng, tiêu diệt chúng, điều này không nên làm. Không nên có cái ý niệm này. Nếu có cái ý niệm này thì chúng sẽ biến chủng, chúng sẽ biến thành càng độc. Tại vì sao? Vì chúng kháng cự lại. Bị thử hai bên đều chịu khổ. Tại sao không dùng lòng thương yêu? Tại sao không dùng phương cách hòa bình? Hai bên đều kính trọng thương yêu lẫn nhau, phổ hợp bổ sung với nhau thì hay biết bao. Cho nên trong kinh nói, tâm không điên đảo. Câu nói này rất hay.
rất là hay, thì có thể vãng sanh. Tiếp theo một đoạn là ngã kiến thị lợi. Chúng ta xem đoạn kinh văn này, ngã kiến thị lợi. Trong kinh nói, Xá Lợi Phất, ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, dược hữu chúng sanh, văn thiết, văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện, sanh bị quốc độ. Ngã là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật tự mình thấy được sự lợi ích này. Là sự lợi ích gì? Đó là tâm không điên đảo, liền được vãng sanh. Lúc sắp mạng chung, thánh chúng tiếp dẫn. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật tự mình đã thấy được sự lợi ích thù thắng này. Bạn xem, Đức Phật của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới quá tốt, chư Bồ Tát cũng quá tốt, không có một tí bộ dạng hách dịch. Ở thế gian này của chúng ta, những người làm quan lớn và quyền quý, bạn muốn gặp họ cũng gặp không được. Nhưng ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, chư Phật Như Lai và chư Đại Bồ Tát, bạn mỗi ngày cũng gặp được. Cùng với Quan Âm Thế Chí, nắm tay đồng hành, tay nắm tay cùng nhau đi dạo, nói chuyện với nhau. Hai vị đại sĩ đó là hai bên tả hữu của A Di Đà Phật. Sau khi bạn đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, luôn luôn không rời các ngài. Còn hiện nay ở thế gian này của chúng ta thì không được như vậy. Bạn là học sinh, học trong trường học, mỗi ngày bạn có gặp được ông hiệu trưởng hay không? Mỗi ngày bạn có được thân cận những vị giáo sư đó hay không? Không dễ dàng. Đặc biệt là ông hiệu trưởng có rất nhiều học sinh, từ lúc vào nhà trường mãi cho đến tốt nghiệp cũng chỉ thấy được 2-3 lần, và lại khoảng cách thấy rất xa. Muốn cùng với ông hiệu trưởng nói vài câu cũng rất khó. Còn Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí, những bậc chư thượng thiện nhân này đích thân đến tiếp dẫn bạn. Thích Ca Mâu Ni Phật thấy được sự lợi ích này. Trong sự lợi ích này có một điều quan trọng là hoành siêu ngũ trược, trung thời vô đảo, tức là lúc sắp mạng chung tâm không điên đảo, ra khỏi ngũ trược. Ngũ trược tức là ta bà thế giới, tức là chúng tôi thường gọi là tam giới lục đạo.
Lúc lâm chung thì ý thức thứ sáu đã hôn mê. Thức thứ tám tạp khí loạn pháp, gọi là loạn tâm vị. Đây là cái tướng điên đảo. Vì sao lúc sắp mạng chung lại điên đảo? Vì con người lúc lâm chung, theo trong kinh điển của Pháp Tướng Tông mà nói, A Lại Gia Thức tức là thức thứ 8, gọi là đến trước đi sau làm chúa công. Lúc đến đầu thai là nó đến trước. Thai nhi hoàn toàn đã thành hình. Thì nó ra khỏi bào thai, nó ra đời, thì tám thức đều có đầy đủ. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cả thảy đều có đủ. Khi vừa đến đầu thai thì chưa có đủ, chỉ có thức thứ tám. Thức thứ tám gọi là thần thức, nó đến đầu thai. Lúc con người đã chết, bảy cái thức trước dần dần cả thể đều không khởi tác dụng, tất cả hình như không còn nữa, nhưng thức thứ tám vẫn còn. Thức thứ tám là đi sau cùng. Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng, con người sau khi đứt hơi, đến lúc nào thì thức thứ tám lìa khỏi là khoảng chừng 8 tiếng đồng hồ. Sau khi đứt hơi 8 tiếng đồng hồ thì thức thứ 8 mới rời khỏi. Lúc đó thân thể của họ mới thật sự không còn tri giác. 8 tiếng đồng hồ sau, nhưng 8 tiếng đồng hồ là đa số. Còn có thiểu số là họ đối với thân thể vẫn còn rất tham ái, không chịu xả bỏ. Thì có lẽ là 12 tiếng hoặc là 14 tiếng đồng hồ nó mới lìa khỏi, là rất ít. Đó là cực thiểu số. Cũng có trường hợp A Lại Gia Thức rất nhiều ngày không chịu lìa khỏi thân thể, thì chúng ta gọi là ma giữ xác. Nó không lìa khỏi cái thân này. Đây tức là sự chấp trước quá mức, ngã chấp quá nặng. Loạn tâm vị làm chướng ngại vãng sanh. Ở chỗ này chúng ta biết rõ trọng yếu của nhất tâm hệ niệm. Tinh sâu không nghi, nhất tâm hệ niệm. Đây là bí quyết tu hồng, tu hành của chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lúc lâm chung tâm không điên đảo, rất sáng suốt, rất tỉnh táo. Vì Phật thấy được rất rõ ràng, nên khuyên nhủ chúng ta phải nên phát nguyện. Nguyện sanh cõi cực lạc. Điều này quan trọng hơn hết. Lại xem tiếp một đoạn: xử lý nhị trì, nhất tâm bất loạn. Bất luận là xử trì cũng được, hoặc lý trì cũng được. Chúng ta trì danh niệm Phật mục đích là gì? Mục đích là cầu nhất tâm bất loạn. Đối với những sự việc này đã giảng rất nhiều. Tại vì sao? Vì rất là quan trọng. Bất vi kiến tư loạn cố,
cảm hóa thân Phật hiện tiền, sanh đồng cư phương tiện tịnh độ. Đây nghĩa là gì? Đó là sự nhất tâm bất loạn. Trong điều kiện này là thật sự đã chế phục được kiến tư phiền não. Người niệm Phật có cảm thì Phật có ứng. Bạn thấy được thân Phật gì là thấy được hóa thân của Phật. A-di-đà Phật, Quan Âm Thế Chí, thiền báo ứng hóa thân là hóa thân đến tiếp dẫn. Tuyệt đối không có bỏ sót người vãng sanh nhiều như vậy. A-di-đà Phật có bao giờ bỏ quên ta không? Bạn không nên khởi cái vọng tưởng này. A-di-đà Phật tuyệt đối không bao giờ bỏ quên bạn. Tại vì sao? Vì bạn ở bên này có cảm. Cái cảm này thì cũng như làn sóng điện vậy. Bạn có cái nguyện này cầu Phật đến tiếp dẫn, cái ý niệm này khởi lên thì Phật nhận được liền, rất là tự nhiên hóa thân đến tiếp dẫn. Kiến tư phiền não rất phiền phức, nhất định phải chế phục cái công phu này. Lúc bình thường phải nên làm, còn như hiện tại phải làm. Làm bằng cách nào? Vẫn là một câu thường nói, buông được xuống. Buông xuống cái gì? Tức là bảo bạn buông xuống tất cả chấp trước. Không nên chấp trước. Buông xuống tất cả phân biệt. Chỉ cần bạn có phân biệt chấp trước thì phiền phức sẽ đến với bạn, sẽ tạo thành chướng ngại. Bạn có cái chướng ngại này, lúc lâm chung thì không thấy Phật đến tiếp dẫn bạn. Lúc lâm chung mà thấy được Phật, tức là công phu của bạn có thể chế phục được kiến tư phiền não, thì bạn mới thấy được Phật. Nếu chưa chế phục được kiến tư phiền não thì bạn không thấy Phật. Cho nên lúc lâm chung được trợ niệm là rất tốt. Đích thật là có sự giúp đỡ rất lớn. Bởi vì có rất nhiều người niệm Phật, đến lúc lâm chung bình thường họ không buông xuống, nhưng lúc lâm chung sắp chết họ biết được không thể mang theo cái gì. Ngay lúc này tâm niệm Phật của họ vô cùng khẩn thiết, vô cùng chân thật, mà lại có người trợ niệm của họ. Cái công đức này vô cùng thù thắng. Tiễn đưa một người đi vãng sanh, tức là giúp cho một người thành Phật. Cái công đức lợi ích này thật là lớn lao. Khi chế phục được kiến tư phiền não thì sanh đồng cư độ, phàm thánh đồng cư độ hay phương tiện hữu dư độ. Lợi thứ hai là bất vi nhị biên loạn cố, cảm báo thân Phật đến nghinh, sanh thật báo tịch quang nhị độ,
Đây thuộc về lý nhất tâm bất loạn. Cái công phu này thì cao. Bất vi nhị biên sở loạn, tức là điều chế phục luôn cả vọng tưởng. Vọng tưởng là vô minh phiền não. Bất vi nhị biên loạn cố, tức là nhập bất nhị pháp môn. Phần trước nói về lý trì, họ đã hiểu lý. Nên cảnh giới niệm Phật của họ là năng sở điều quên. Cái tâm năng niệm và Phật sở niệm dung hợp thành một thể. Người niệm Phật thông thường thì có năng niệm và sở niệm là hai. Không được hợp nhất. Còn họ thì nhập bất nhị pháp môn, có thể dung hợp thành một thể. Cho nên họ sở cảm là báo thân của A-di-đà Phật. Tướng của báo thân Phật thì rất lớn. Họ vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, sanh vào Thật Báo Trang Nghiêm Độ hay Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Đây mới thật sự là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì hoa nở thấy Phật. Cái sự việc này khiến cho chúng tôi nghĩ đến Kinh Giáo Đại Thừa. Chỉ có Kinh Giáo của Đại Thừa và Nhất Thừa trường thời kỳ huân tập dần dần mới được tỉnh ngộ. Đối với trần tướng của vũ trụ nhân sanh, dần dần hiểu rõ. Đặc biệt là Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm Pháp Hoa, Lăng Nghiêm Lăng Già, những loại đại kinh đại luận này đích thật là có thể giúp cho chúng ta thông đạt, hiểu rõ thật tướng của các pháp, giúp cho chúng ta khế nhập cảnh giới của Như Lai. Chúng ta thật sự lý giải tất cả pháp vốn không có, rốt ráo không, bất khả đắc. Đó là trong Kinh Bát Nhã nói. Trước tiên là dạy cho bạn buông xuống thân tâm thế giới. Sau khi buông xuống, lại dạy cho bạn đem thân tâm của mình cùng với thật tướng của các pháp dung hợp thành một thể. Thì bạn được vào cảnh giới của Phật. Toàn cả vũ trụ, tức là chính mình, là chân tâm, là chân tâm của mình, là bản tánh của mình,
là pháp thân của mình. Đại Bồ Đề tâm hiện tiền thì tâm chân thành của bạn biến pháp giới hư không giới. Thâm tâm của bạn tức là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác biến pháp giới hư không giới. Tâm từ bi của bạn tức là phát nguyện hồi hướng tâm. Cho tất cả chúng sanh trong cõi nước khắp pháp giới. Được vào cảnh giới này tức là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đương nhiên là thật báo trang nghiêm độ hay thường tịch quang tịnh độ. Cái tiểu ngã của chúng ta cùng với đại ngã của vũ trụ hợp lại thành một, gọi là bất vi nhị biên sở loạn. Nhị biên tức là chúng tôi vừa mới nói thí dụ cái thân này của ta là tiểu ngã, vũ trụ là đại ngã. Đại tiểu là nhị biên, nên biết này biết được không có đại tiểu, tức là không có lớn nhỏ. Lớn nhỏ là một không phải hai. Tiểu vũ trụ và đại vũ trụ là một. Thì là thật sự giác ngộ, triệt để giác ngộ. Tức là trong thiền tông nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Chúng ta lại xem một đoạn dưới đây. Đương tri trì danh, giảng dị trực tiếp, chí đốn chí viên, dĩ niệm niệm tức Phật cố, bất lao quán tưởng, bất tất tham cố, đương hạ viên minh, vô dư vô khiếm. Mấy câu này nói được rất hay, nói được quá hay, quá hay. Mấy câu này là tổ sư bảo với chúng ta rằng đương tri tức là bạn phải nên biết. Chấp trì danh hiệu, tính nguyện trì danh, rất đơn giản. Trong 84,000 pháp môn, không có pháp môn nào đơn giản hơn pháp môn này. Muốn tìm cái pháp môn đơn giản như vậy, bạn có tìm cũng tìm không ra. Rất dễ dàng. Không có người nào mà không biết niệm. Một câu A Di Đà Phật này rất đơn giản dễ dàng. Bạn không nên xem thường nó. Tại vì sao? Vì là chí đốn chí viên trong Phật pháp là thù thắng nhất, là đại pháp viên đốn hiếm có nhất. Viên là viên mãn, không có một tơ hào khiếm khuyết. Đốn là đốn siêu, tức là không cần mất thời gian rất dài. Chính là cái pháp môn này. Từ chỗ nào mà xem được viên mãn là xem bạn lúc sắp mạng chung, Phật và Đại Bồ Tát đến tiếp dẫn bạn. Bạn nói cái viên này có viên mãn hay không?
Từ chỗ nào mà xem được đúng? Trong kinh dạy cho chúng ta tu hoặc một ngày hoặc đến bảy ngày. Có cái pháp môn nào tu trong bảy ngày mà có thể thành công hay không? Thật sự tìm không ra. Trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và trong quyển Vãng Sanh Truyện đích thật là có tu từ một ngày đến bảy ngày thì thành tựu. Lời nói này không phải là vọng ngữ, cho nên pháp môn này gọi là đốn siêu. Đốn siêu viên mãn đã đến tột đỉnh. Không có pháp môn nào vượt hơn pháp môn này, nên gọi là chí đốn chí viên. Tiếp theo là nói dĩ niệm niệm tức Phật cố. Phải hiểu cái đạo lý này. Tất cả chúng sanh vốn tự là Phật. Và biết điều này, đây là sự thật. Bạn vốn tự đích thật là Phật. Vốn tự là lúc nào? Vốn tự tức là hiện tại. Hiện tại bạn vốn tự là Phật. Chỉ vì bạn đã mê, bạn không giác. Chúng tôi đọc trong Kinh Giáo Đại Thừa thường nói căn tánh của lục căn là Phật, là Phật tánh. Đạt tánh của Phật tánh tức là kiến văn giác tri, tức là có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Đây là đặc tánh của Phật tánh. Cái đặc tánh này không sanh không diệt, không đến không đi, không thường không đoạn, không một không khác, chẳng phải có chẳng phải không, khắp hư không pháp giới. Ở nơi mắt của chúng ta thì gọi là tánh thấy. Ở nơi tai gọi là tánh nghe. Ở nơi miệng, mũi và thân gọi là tánh giác. Ở nơi ý gọi là tánh biết. Kiến văn giác tri là vốn tự có, tức là Phật. Ta có, bạn có, tất cả vạn sự vạn vật đều có. Không những tất cả vạn sự vạn vật có, cả hư không cũng có. Tại vì sao? Vì hư không cũng là do tâm hiện ra, do tâm biến hiện ra, thì nó làm gì mà không có? Vì sao chúng ta lại trở thành cái nông nổi này? Là vì tự tánh đã mê. Tự tánh Phật đã mê, chúng ta đã mê thì trở thành phàm phu. Bây giờ chúng ta phát tâm niệm Phật, niệm Phật là niệm cho tự tánh hiện ra. Bây giờ ta muốn làm Phật, ta vốn tự là Phật, bây giờ ta muốn làm Phật thì làm sao mà không thành Phật chứ? Cho nên niệm niệm tức là Phật. Không cần quán tưởng, không dùng phương pháp quán tưởng,
quán tưởng rất là phiền phức, cũng không dùng phương pháp tham cứu. Không cần quán tưởng tức là không cần dùng những phương pháp của thập lục quán, rất phiền phức. Không cần tham cứu tức là không cần dùng phương pháp của thiền tông, đường hạ viên minh, vô dư vô khiếm, tức là pháp môn này rất viên mãn, không có một tơ hào khiếm khuyết. Là nói rõ cái pháp môn này chân thật rốt ráo đại viên mãn. Bây giờ thời gian đã đến,